sau đây là độc hợp em xương rồng. Em xương rồng này đang hot trên TikTok. Này là hàng của Trung Quốc ha. Trung của. Tiếng này tiếng Trung Quốc không? Ui. Tên. Đây là em xương rồng. Tên. Đây là em xương rồng. Em xương rồng nè. Nhồi quá. Nói lớn lên. Mệt mực mực. Nó không nghe theo. Mệt mi nhon. Mệt mực mực. Nó chỉ biết nó giọng miền Tây à. Nó nghe giọng miền Tây à. Không nha, nó nghe giọng Tây Nguyên nha. Có đâu? Có đâu? Cảm thấy bắt lít quá. Ủa con này là giới tính nam hay nữ vậy? Con này là giới tính nam hay nữ à? Sao em nhớ nó không có lặp lại gì hết trơn vậy? Nó chỉ nghe anh thôi. Em sẽ móc cổ nó. Ác quá. Tại nó không nghe đâu em. Misaki. Đạt đẹp trai. Rồi tắt. Phản chủ rồi. Bấm nút bên phải để hát nhạc nè. Mấy bài này hot trên TikTok rồi.